Các bạn thân mến, sau đây Đức Đoàn xin chia sẻ với các bạn cân âm ly Pioneer SX1080. Con này của một anh tên là Tình ở Bắc Ninh, quê hương liền anh liền chị đây. Bắc Ninh với như làn quan họ cực hay, đó, nơi có hội lim. Con này là anh ấy có khi là âm ly bị dơ le không đóng. Lúc đây trước đây đã kiểm tra sửa rồi nhưng mà chưa được. Bây giờ là muốn làm về nguyên bản để cho chạy tốt. Đức Đoàn sẽ xử lý cái âm ly này để cho em ly trở về Bắc Ninh thôi. Chứ không hát bài người ơi người ở đừng về nữa thì chờ lâu quá thì anh Tình lại sốt ruột chết dở. Nội thất trong em ly 1080 của anh Tình ở Bắc Ninh. Đó, phần nguồn này đen thui này. Đấy, như con tụ này là bị hỏng rồi đây. Nhìn nó mắt thường là tụ sun này là phải thay rồi đây. Rồi. Đây là phần công suất. Đó, chạy cặp sò nó trong cái này đây. Bảo vệ vít kín luôn. Đây là đít em ly 1080. Điện 220 rồi. Con này có nguồn điện 110V này, 120, 220, 240. Tiêu thụ là 300W. Rồi. Kinh quá, có cái cầu chữ U này. Ấy da. Chế anh chữ U rồi lỏng lẻo này, quân thua. Này không thể tiếp xúc được. Đó. Đây thì mình sẽ kiếm cho anh hai cái u khác là thay cái u xịn của nó như này đây. Đó. Ở Pioneer cũng một con Pioneer mua để phá lấy đồ. Đấy, nó sáng như này mà nó chắc chắn như này. Đấy. Đã xong cái cầu chữ U của anh ấy. Chứ cái loại mà tự chế này thì không ăn thua. Đó, nó không thể tiếp xúc được mà nó là nhanh xỉn luôn này, không tiếp xúc được. Cái vấn đề là bệnh tật nó ở trong này cần phải xử lý thôi. Anh ơi, có chia sẻ con này là đã sửa rồi. Đó. Đây, nhưng mà bạn nào bán sửa mà chốt chiếc không mắt vào này, không đây có hai cái ốc bên này thì hai chốt bên này bỏ mất rồi. Sọc xa sọc sạch này. Đó. Cái vấn đề là sọc sạch này có nhiều lúc có chuyển đi chuyển lại nó chạm chập nó cũng hỏng ấy. Đấy, như mình đã dự đoán rồi các bạn ạ. Vì để sọc sạch này là rất nguy hiểm. Rồi. Đây, nhắc lên đã thấy rồi. Đánh lửa đen thui rồi. Đấy. Đấy. Các cái phần này bắt đầu bị đánh lửa rồi đây. Ôi. Mạch đen xì luôn. Đó. Sau khi xử lý thay các cái linh kiện bị sai và chạm chập đây. Đã xử lý cho mạch nó sáng sủa này trở lại rồi. Đó. Đã xong phần phần nguồn phụ này rồi. Đây là phía sau âm ly 1080. Úi giời. Đây này vì này thế này đang nhức dở bẫy cả ra ngoài này. Ôi. Trời. Ê chứ này. Đây. Đang sửa rồi đây. Bung hết cả vỉ ra này. Đó, tất cả đã được xử lý rồi các bạn ạ. Đây. Con đèn thay sai chỉ số đã được thay lại đúng rồi.
mạch ta được lắp vào chuẩn chỉnh, không có mung beng nữa rồi. Đấy, Pioneer 1080 của anh Tình ở Bắc Ninh đã làm hết tất cả các bệnh. Đó, cái gì thay sai là cho về zin nguyên bản đúng hết rồi. Chạy rất ổn định rồi. Ok, lại có khách vào rồi. Đó. Ngon lắm rồi các bạn ạ. Xa trời quên đất lạ, nhiều đắng lắm hạ. Theo dõi rất kỹ, chạy ngon lành hết tất cả rồi. Lại có khách vào các bạn ạ, mở cửa nó hơi ồn. Các bạn ơi, đây là âm ly Ma Răng 1250. Đấy, con này của anh khách này mặt quá đẹp luôn. Và anh cũng rất cẩn thận, đây anh dán băng dính như này để chống xước sát các góc cạnh này. Vì con này nó có cả vỏ gỗ nữa. Đó. Cái này là của anh Dũng ở Hà Nội. Anh ghi là một vế trái là mình nổ đây, vế phải để chập chờn. Và lúc được lúc không, mà hiện tại giờ mình thử thì thấy mất hẳn một vế phải. Nói chung là Ma Răng những cái dòng 1250 này, MK2 này là hay bị các bệnh này. Đấy, 1150 nữa. Đó, Ma Răng của anh Dũng này ở ngoài đẹp và trong cũng đẹp. Đấy, nhìn sạch sẽ như vậy mà vẫn đã có bệnh rồi. Sò này C116A. Đấy, hai cặp zin luôn. Chạy với gần A7474 747. Đó, đọc nhiều quá rồi loạn hết lên các bạn ạ. Khá đẹp. Con này điện 500V và tiêu thụ là 330W. Sò zin hết. Khả năng con này còn chưa sửa lần nào đấy. Vừa rồi Đức Đoàn đã sửa xong cái âm ly Ma Răng 1250. Con này mất một vế và một vế thì nổ. Vế phải mất hẳn, vế trái thì nổ. Bây giờ đã hoạt động trở lại bình thường ngon lành rồi. À đây mình còn chưa cắm điện nữa.